giới thiệu đến quý vị năm thức tập đơn giản Tây Tạng. Và đây là quan duy nhất đã cung cấp cho chúng ta một thông tin cụ thể về năm phương pháp thể dục của Tây Tạng xưa kia. Năm phương pháp này chính là bí quyết để duy trì sự tươi trẻ, sức khỏe và sinh lực. Từ hàng ngàn năm qua, những bài tập này đã trở thành những nghi thức thần kỳ được dự kiến trong các tu viện ẩn náu trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Thân thể con người có 7 trung tâm năng lượng. Người Tây phương gọi đó là những điểm xoáy, trong khi người Hindu gọi là luân xa. Tuy không thể trông thấy, nhưng 7 luân xa này là những điểm chuyển cực mạnh và chúng hoàn toàn có thực. Mỗi luân xa tập trung vào một trong số 7 tuyến nội tiết của cơ thể, và nhiệm vụ của nó là kích thích sự sản xuất hormone. Chính những hormone này điều hành toàn bộ các chức năng của các cơ quan nội tạng và đồng thời điều hành cả tiến trình lão hóa. Luân xa đầu tiên hay luân xa ở thấp nhất tập trung ở tuyến sinh, luân xa thứ hai tập trung ở tuyến tụy trong vùng bụng, luân xa thứ ba đóng tại tuyến thượng thận trong vùng não tối dương, tức là mảng dây thần kinh ở bụng, luân xa thứ tư đóng tại tuyến ức ở vùng ngực, luân xa thứ năm đóng ở tuyến giáp trạng nơi cổ, luân xa thứ sáu đóng ở tuyến tổ tại đáy sâu của não, và luân xa thứ bảy luân xa đóng ở cao nhất tập trung ở tuyến nhiên của đại trường của não. Trong một cơ thể mạnh, hoạt động của những luân xa này thật là mãnh liệt. Sudana sinh lực chủ yếu của sự sống, hay còn được gọi là sinh lực hoạt, được trôi chảy qua các tuyến nội tiết. Nhưng nếu sự hoạt động của một hay nhiều luân xa đó bị trì trệ, thì dòng sinh lực của sự sống bị cản trở hoặc bế tắc, và như thế đưa đến bệnh hoạn và già nua. Với một người khỏe mạnh thì những luân xa đó làm lan tỏa sinh lực ra đến tận làn da bên ngoài. Ngược lại, với một cơ thể già nua bệnh hoạn thì những luân xa này hầu như không thể đẩy sinh lực lên đến bề mặt của thân. Vì thế, cách thức nhanh nhất để giành lại sự tươi trẻ, sức khỏe và sinh lực là làm sao để cho những luân xa này hoạt động được bình thường trở lại. Để đạt đến mục đích này, chúng ta có 5 bài tập sau đây. Mỗi một trong 5 bài này, tự nó đã rất hữu ích cho bạn. Nhưng nếu muốn có được những kết quả tối ưu, thì quý bạn không nên bỏ sót một bài nào. Ở Hy Mã Lạp Sơn, các lạc ma gọi chúng là những thức. Vì thế, ở đây chúng tôi cũng muốn dùng lại danh từ đó. Những trung tâm năng lực này là những chuyển động xoáy cực nhanh. Khi tất cả đều xoáy với một tốc độ cực nhanh như thế, thì cơ thể đang ở trong trạng thái toàn hảo. Khi có một hoặc nhiều luân xa bị chặn lại, thì tuổi già và suy thoái bắt đầu tiến trình xâm thực. Thức tập thứ nhất. Thức tập này là một phương pháp tập rất đơn giản. Mục đích cấp kỳ là làm cho các luân xa xoáy nhanh trở lại. Khi bạn thường bắt gặp động tác này ở những trẻ em khi chúng chơi đùa. Trong thức thứ nhất này, tất cả những gì mà các bạn cần phải làm là dương thẳng hai tay ra theo chiều ngang. Sau đó, các bạn xoay tròn cho đến khi hơi chóng mặt. Một điều mà các bạn phải lưu ý đó là xoay tròn từ trái sang phải. Nói cách khác, nếu các bạn để cái đồng hồ ở trên sàn nhà trước mặt bạn, thì các bạn phải quay theo chiều của kim đồng hồ. Hầu hết những người lớn tuổi chỉ có thể xoay khoảng 6 lần trước khi cảm thấy chóng mặt. Vì mới bước vào luyện tập, tôi khuyên các bạn không nên vượt quá 6 vòng quay. Sau đó, nếu cảm thấy chóng mặt, thì các bạn có thể ngồi hoặc nằm xuống để cho nó vơi đi. Lúc đó từng làm như thế. Tóm lại, để bắt đầu, các bạn chỉ nên thực hành thức thứ nhất này cho đến khi hơi cảm thấy chóng mặt, rồi dần dần sự tập cả năm thức, các bạn có thể xoay tròn nhiều hơn mà không cảm thấy chóng mặt. Ngoài ra, để giảm thiểu sự chóng mặt,
các bạn cũng có thể nói theo cách thức của các vũ công. Trước khi bắt đầu quay, các bạn hãy tập trung tầm nhìn vào một điểm duy nhất ở trước mặt. Và khi khởi sự quay, hãy hướng ánh mắt điểm đó càng lâu càng tốt. Cuối cùng, các bạn sẽ nói khỏi tầm mắt để cho đầu bạn có thể cùng xoay theo thân. Khi điều này xảy ra, các bạn hãy xoay đầu thẳng ngay, hầu có thể hướng tầm mắt càng lúc càng tốt về cái điểm. Chính cái điểm chuẩn này giúp cho các bạn đỡ, để cho bạn không bị lúng túng. Ở Ấn Độ, không ai ngạc nhiên khi trông thấy các tu sĩ Hồi giáo không ngớt xoay tròn cho các cung điệu tôn giáo của họ. Sau đó, khi đã thụ giáo của Đạt Ma về thức tập thứ nhất này, tác giả bỗng nhớ lại hai điều có liên quan đến thức tập này. Một là các tu sĩ này luôn xoay mình theo một hướng, tức là từ trái sang phải, hoặc nói khác hơn là xoay theo chiều kim đồng hồ. Hai là những tu sĩ già vốn thường xuyên phải xoay mình trong các nghi lễ, thường có vẻ khỏe mạnh và tráng kiện hơn những người cùng với lứa tuổi của họ. Khi chúng tôi nêu ra vấn đề này với Đạt Ma, ngài đã giải thích rằng cái động tác xoay người này có một tác dụng rất hữu ích, nhưng đồng thời nó cũng mang tính cách tác hại. Ngoài ra, ngài cũng cho biết sự xoay tròn thái quá kích thích quá mức một số những luân xa, đến nỗi cuối cùng chúng bị cạn kiệt. Điều này đưa đến hệ lụy là trước tiên làm tăng nhanh dòng trôi chảy của prana, tức là nguồn sinh lực chủ yếu của sự sống, và rồi làm bế tắc nó. Các hành động xây dựng rồi xét toạc này khiến cho các giáo sĩ Hồi giáo phải đến chạy trạng thái chân động, và khiến cho họ đi lệch ra khỏi con đường của tôn giáo và tinh thần. Nhưng các Đạt Ma thì không bao giờ đưa thức xoay mình đến chỗ thái quá, trong khi các giáo sĩ Hồi giáo có thể xoay mình hàng trăm lần, thì Đạt Ma chỉ thực hành nó khoảng chục lần hoặc nhiều hơn đôi chút, vừa đủ đưa các luân xa vào hoạt động mà thôi. Thức tập thứ hai. Tiếp theo thức tập thứ nhất là thức thứ hai, và mục tiêu của thức này là nhằm kích thích hơn nữa bảy luân xa. Thức tập này cũng đơn giản như thức tập thứ nhất. Trong thức này, người tập phải nằm dài trên sàn, mặt ngẩng lên. Tốt nhất, các bạn nên nằm trên một tấm đệm hoặc một tấm đệm bằng phẳng. Các Đạt Ma thực hành nghi thức này trên một tấm thảm mà người Tây Phương thường gọi là thảm cầu kinh, thảm làm bằng len khá dày, và mục đích của nó là để ngăn không cho cơ thể bị thấm nhiễm bởi cái lạnh của sàn nhà. Một khi các bạn đã nằm duỗi lưng thẳng người, hãy buông hai cái tay dọc theo hông, gan bàn tay úp xuống sàn, giữ cho các ngón tay sát vào nhau. Tiếp đó, các bạn hãy nhấc đầu lên, thu cằm vào ngực. Trong khi làm như thế, nhấc chân lên, đầu gối thẳng trong tư thế thẳng đứng. Nếu có thể, các bạn hãy để hai chân vươn ngược lên trên thân về phía đầu, nhưng phải giữ cho hai gối thật thẳng. Rồi từ từ thả đầu và hai cẳng chân xuống sàn trong khi đầu gối vẫn giữ thẳng. Hãy thư giãn toàn bộ các cơ bắp, sau đó thực hành lại thức tập này. Trong khi thực hành, các bạn hãy tuân theo nhịp thở như sau: hít vào thật sâu khi bạn nhấc đầu và hai cẳng lên, thở ra toàn bộ khi bạn hạ đầu và hai chân xuống. Giữa những lần tập, trong khi các bạn thư giãn các cơ bắp, các bạn vẫn tiếp tục hít thở theo nhịp như vừa, để càng hít thở sâu thì càng tốt. Nếu không thể giữ cho hai cái đầu thật thẳng, thì các bạn có thể cong chúng theo mức độ cần thiết. Tuy vậy, nếu các bạn tiếp tục luyện tập thức này, thì hãy cố để giữ cho hai đầu thẳng càng tốt. Một vị Lạt Ma đã kể với tôi rằng, khi lần đầu tiên ngài thực hành thực tập luyện này, ngài đã quá già yếu và lụ cụ, đến nỗi ngài không thể nhấc được hai chân trong tư thế thẳng. Vì thế, ngài bắt đầu bằng cách đưa hai chân lên trong tư thế cao, và với tư thế đó, đầu gối của ngài thẳng tắp, nhưng hai chân thì tọt lên. Thế rồi từ từ, từng chút một, ngài có thể dương thẳng chân ra, và 3 tháng sau đó, ngài đã có thể dương thẳng chúng một cách dễ dàng. Vì Đạt Ma lạ lùng này đã mang lại cho chúng ta khá nhiều ngạc nhiên. Khi kể lại chuyện đó, ngài là một người hoàn tươi trẻ và khỏe mạnh, khi biết rằng ngài đã khá lớn tuổi. Niềm vui của ngài phấn đấu vác một thúng rau tươi nặng khoảng 700 cân Anh từ vườn để lên tu viện ở trên núi cao cách đó vài trăm phút. Ngài vác đi như thế không nóng vội, nhưng đồng thời cũng không dừng chân nghỉ, và khi đến nơi ngài chẳng có vẻ gì là hụt hơi.
Một lần khi tôi cố theo Ngài để được lên tu viện, tôi đã phải dừng lại ít nhất là 12 lần để thở. Nhưng rồi sau đó, tôi cũng có thể di chuyển dễ dàng như Ngài và chẳng cấm trước. Nhưng đây là chuyện khác. Thức tập thứ ba. Thức thứ ba này cần phải được thực hành ngay sau thức thứ hai. Dường như thức trước, thức này cũng rất đơn giản. Tất cả những gì mà quý bạn phải làm là quỳ gối trên sàn nhà và giữ cho thân mình thẳng đứng, hai bàn tay áp sát vào đùi, sau đó nghiêng đầu và cổ về phía trước, cằm thu vào ngực, tiếp đến ngửa đầu và cổ ra phía sau càng xa càng tốt, đồng thời ngả người ra sau, cong hẳn cổ sống. Khi cong mình như thế, thế bám cánh tay và bàn tay để làm điểm tựa. Cong người xong, hãy trở về với tư thế cũ và lặp lại toàn bộ thức thứ ba này thêm một lần nữa. Cũng tựa như thức thứ hai, ở thức thứ ba này chúng ta cũng phải điều hòa nhịp thở đúng quy định. Quý bạn phải hít vào thật sâu khi cong cuộc sống và thở ra khi quay về với tư thế thẳng đứng. Hít thở sâu là điều rất hữu ích, vì như thế các bạn có thể đưa không khí vào bộ phổi càng nhiều càng tốt. Tác giả đã từng trông thấy cảnh 200 vị lạt ma đồng loạt luyện thức này để điều tập, nói khác hơn là tập trung tư tưởng. Tất cả đều nhắm mắt lại để loại bỏ những ràng buộc của thế giới ở bên ngoài và có thể tập trung vào chính mình. Từ hàng ngàn năm trước, các lạt ma đã hiểu rằng mọi lời giải đáp cho những bí ẩn khôn lường của đời sống đều được tìm thấy ở bên trong chính mình. Họ đã phát hiện rằng tất cả những tính chất đã kết hợp lại để tạo thành đời sống của chúng ta đều khởi phát từ bên trong cá nhân con người. Đây là một quan điểm mà người phương Tây chẳng thể nào am hiểu. Bởi theo họ thì đời sống vốn được có bản năng lực không thể nào kiểm soát được của thế giới vật chất. Chẳng hạn như hầu hết những người phương Tây đều cho rằng cơ thể của con người không tránh được phải lão hóa, suy thoái, vì đó là quy luật tự nhiên của thượng đế. Vậy mà khi hướng tẩu giới, các vị lạc ma hiểu rằng điều đó chỉ là một ảo tưởng nhằm để tự an ổn chính mình mà thôi. Các lạc ma, nhất là các ngài đang sống trong tu viện mà tôi được may mắn đặt chân đến, đã cống hiến cho thế giới một điều vĩ đại, và điều này được thực hiện trên tầm mức hoàn vũ. Từ tầm mức này, họ vượt lên trên chuyển động của thế giới vật lý để có thể quan sát và theo dõi loài người trên toàn thế giới, hầu mang đến cho nó nhiều tốt đẹp. Thức tầm thứ tư. Lần đầu tiên thực hành thức thứ tư này, chúng ta cảm thấy rất khó khăn, nhưng rồi một tuần lễ sau nó trở nên đơn giản như những thức khác. Trước tiên, sống trên sàn nhà, hai cẳng chân duỗi ra phía trước, hai bàn chân đặt cách nhau khoảng 20 cm, đan hai bàn tay úp xuống sàn dọc theo mông, sau đó thu cầm về phía trước ngực. Tiếp đến, các bạn hãy ngả đầu ra phía sau càng xa càng tốt, đồng thời nhấc thân mình lên sao cho đầu gối cong lại trong khi hai cánh tay trở nên thẳng đứng. Với tư thế này, thân mình trở thành song song với sàn nhà và thẳng góc với hai cánh tay và hai cẳng chân. Rồi bạn hãy gồng căng mọi cơ bắp của cơ thể. Cuối cùng, khi quay trở lại với thế ngồi ban đầu, các bạn hãy thư giãn các cơ bắp và nghỉ một lúc trước khi lặp lại các động tác của thức tập. Cũng vậy, thở là điều quan trọng trong thức tập này. Bạn hãy hít vào thật sâu khi nhấc thân mình lên và thở ra thật dặn hơn khi bạn hạ người xuống. Tiếp tục duy trì nhịp thở này khi bạn ngơi nghỉ giữa hai lần thở. Sau khi rời tu viện, chúng tôi đã chu du qua một số đô thị lớn của Ấn Độ và để thử nghiệm, tác giả và chúng tôi đã mở một số lớp dẫn năm thức tập thể dục này anh cũng như dân bản xứ. Chúng tôi nhận thấy những người lớn tuổi trong cả hai nhóm này đều cho rằng họ không tài nào thực hành thức thứ tư bởi vì họ đã quá già. Đây là ý nghĩ sai lầm và đồng thời khiến cho chúng tôi phải khó khăn khi thuyết phục họ. Cuối cùng, tác giả và chúng tôi khuyên họ hãy làm tất cả những gì có thể trong vòng một tháng trang tiến triển như thế. Là một lời khuyên này đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn sự dự đoán. Chúng tôi còn nhớ có lần tác giả và chúng tôi hướng dẫn một lớp có một số ít người lớn tuổi, và khi chuyển sang thức thứ tư này, những người đó hầu như không thể nhấc thân mình lên khỏi sàn và đương nhiên không thể đạt tới tư thế song song với sàn nhà. Cũng tại lớp này, có một số người trẻ đã thực hiện động tác này cách dễ dàng ngay trong buổi thực tập. Điều này làm cho những người cao niên cảm thấy chán nản
nên vì thế phải tách thành hai nhóm. Tác giả và chúng tôi đã phải giải thích cho những người cao tuổi rằng lần đầu tiên khi tập thức thứ tư này, chúng tôi cũng chẳng hơn gì họ. Nhưng giờ đây, tôi có thể thực hành liên tục 50 lần thức này mà không hề thấy mệt mỏi hay bị căng thẳng cơ bắp. Và để chứng minh cho điều đó, chúng tôi đã thực hành ngay trước mắt của họ. Kể từ đó, những người cao tuổi đã đạt được những tiến bộ vượt mức. Các bạn phải nhớ rằng, sự khác biệt giữa trẻ trung và già nua, giữa khỏe mạnh và bệnh hoạn, chỉ đơn giản tùy thuộc ở tốc độ quay của đốn xa. Đưa tốc độ quay của đốn xa về với chuẩn mực thông thường của nó, thì một người già nua lại có trở nên trẻ trung và khỏe mạnh. Thức tập thứ 5. Khi thực hành thức thứ 5, thân mình của bạn phải hướng xuống đất, được chống đỡ bởi hai tay, gang bàn tay áp xuống sàn và các ngón chân ở trong tư thế cong dài. Với thực tập này, các bạn phải đặt hai bàn tay và hai chân